tuổi Bính Tý, sinh vào ngày 3, ngày 12, ngày 21, ngày 30 tháng 07 năm 1996, thuộc bệnh Thủy. Tính cách là người thông minh, nhanh nhẹn hoạt bát, chịu khó trong mọi việc, người có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Tình duyên, nam thì trải qua nhiều mối tình, nữ thì lận đận, gia đạo, tạm, công danh, sự nghiệp, thăng nhất từ năm 35 tuổi đến năm 45 tuổi. Nam tuổi Bính Tý hợp nữ mạng Mộc, Kim. Nữ tuổi Bính Tý thì hợp mạng Kim, Mộc. Sinh con hợp với mạng Kim và Mộc, thì tài vận gia đạo sẽ hanh thông. Tuổi này thì nên chọn những nghề liên quan đến mua bán, kinh doanh, bất động sản, năm Mão 2023 gia chủ khó khăn tiền tài, sự nghiệp, sức khỏe, tình cảm không thuận lợi cho lắm, nên mua đất trong năm Ngọ 2026, mua đất nên chọn hướng Bắc, màu thuộc bệnh thủy, hợp với màu xanh da trời, đen, nên kết hợp với trắng, bạc thuộc bệnh kim. Để hóa giải tương lai vận hạn được tốt hơn vui lòng at zalo bên dưới mô tả để được trao đổi kỹ hơn hãy nhấn nút đăng ký kênh bên dưới video để ủng hộ và đón nhận những video tiếp theo của chúng tôi xin chân thành cảm ơn